Mời quý vị và các bạn theo dõi mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành chỉ thị số 11 ngày 19 tháng 7 năm 2022, yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị người đứng đầu các cơ quan và tổ chức chính trị xã hội ở trung ương và địa phương tiếp tục chỉ đạo dán thẻ định danh với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị. Theo đó, các trạm thu phí sẽ không thu tiền mặt khi qua trạm, các phương tiện đều phải dán thẻ định danh thu phí tự động không dừng ETC. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt công tác dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông, bảo đảm nhanh chóng và thuận tiện, tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật, nhất là lỗi nhận diện thẻ định danh tại các trạm thu phí ETC. Thưa quý vị và các bạn, việc người dân uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường tuần tra xử lý hàng trăm trường hợp người điều khiển xe trên đường vi phạm nồng độ cồn. Từ 18 giờ đến 22 giờ hàng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung tuần tra trên tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 39, quốc lộ 38, quốc lộ 38B và đường DT379. Và các khu vực có nhiều quán ăn, quán nhậu, điểm hát karaoke, khu vực đông người nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tối ngày 19 tháng 7, đội cảnh sát giao thông số 1 trực chốt trên quốc lộ 5 đã kiểm tra phát hiện và xử lý nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn. Chỉ tính riêng 18 ngày ra quân, đội cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ 5 đã xử lý 82 trường hợp vi phạm về tốc độ, vi phạm nồng độ cồn và quá tải trọng, đã lập biên bản xử phạt gần 600 trường hợp. Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức độ quá cao. Đã tước giấy phép lái xe 36 trường hợp, tạm giữ 25 phương tiện. Hôm nay có mấy ông bạn ông ấy ở xa, thế là ông ấy gọi đi ăn sáng, thế là tôi cũng làm mấy chén rượu. Tôi đi đến đây thì gặp đội cảnh sát giao thông giữ lại kiểm tra giấy tờ với cả là đo nồng độ cồn. Các đồng chí cũng đã lập biên bản và xử phạt với mức là 3 triệu đồng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông được các lực lượng chức năng chỉ ra là do lỗi chủ quan xuất phát từ ý thức tham gia giao thông và chấp hành luật giao thông của những người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia, ma túy. Thực hiện cái việc triển khai các kế hoạch chuyên đề thì cái khó khăn vướng mắc nhất đó là khi mà xử lý vi phạm về chuyên đề về nồng độ cồn thì cái khó khăn đó là trong quá trình xử lý thì đối với các cái người điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn khi tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện thì đối với những trường hợp này thì họ thường là chây và rất mất thời gian đối với trường hợp này. Có những trường hợp mà chúng tôi sau khi mà đã phát hiện vi phạm và tiến hành lập biên bản đến khi niêm phong phương tiện và đưa được phương tiện về đến cơ quan phải mất từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ mới cẩu được phương tiện đưa về cơ quan. Theo thống kê, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh ra quân chuyên đề phát hiện xử lý 670 trường hợp vi phạm, xử phạt 2,5 tỷ đồng, trong đó có 170 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản xử phạt trên 1,3 tỷ đồng. Để giảm thiểu tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề và phải được thường xuyên, liên tục nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia, cố tình tham gia giao thông. Tiếp theo là tình huống giao thông xảy ra trên đường mà người điều khiển phương tiện trên đường cần lưu ý. Đi từ trong ngõ ra đường nhưng không dừng xe để quan sát cẩn thận hai bên là lỗi phổ biến mà nhiều người đi xe máy mắc phải, giống như tình huống trong clip. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của một ô tô ghi lại, cho thấy người đàn ông đi xe máy từ trong ngõ ra với tốc độ không nhanh, nhưng không dừng lại để quan sát mà chạy thẳng sang đường. Sự xuất hiện bất ngờ của người đi xe máy từ trong ngõ lao ra giữa đường đã khiến một người đi xe máy khác không tránh kịp, dẫn tới tình huống va chạm khá điển hình. Tình huống va chạm dù không để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng cho thấy sự nguy hiểm của một kiểu đi xe rất thường gặp. Đó là thiếu quan sát khi đi từ trong ngõ đường nhánh ra đường chính, mà theo quy định khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.